Tôi Long xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Hai mẫu xe đều tới từ nhà Honda Việt Nam, nhưng đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Hiện tại thì dòng xe Honda Vario các bạn đang theo dõi đã có những phiên bản chính hãng tại Việt Nam chúng ta rồi. Còn đây là một phiên bản được nhập khẩu từ thị trường Indonesia các bạn nha. Còn mẫu xe Honda e-Blade phiên bản 125 phân khối luôn luôn là một mẫu xe được mệnh danh là dòng xe tay ga quốc dân, một mẫu xe tay ga trung tính và một mẫu xe tay ga của gia đình Việt Nam chúng ta, được rất nhiều khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm trong thời điểm hiện tại. Và ngày hôm nay, thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn, mình sẽ so sánh cụ thể giữa hai dòng xe cũng như thông báo giá trong thời điểm hiện tại để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Về cơ bản, trong thời điểm này, mức giá bán là tương tự giống nhau trên cả hai phiên bản. Với những bạn nào quan tâm tới dòng xe này, các bạn đến trực tiếp đại lý để xem xe hoặc có thể thông qua số điện thoại của bạn Thúy Tuyền với số điện thoại cụ thể 0972384630 sẽ được tư vấn về hai dòng xe này các bạn nha. Các bạn có thể nhìn lướt qua ở đây sẽ thấy được rất nhiều điểm khác biệt trên cả hai mẫu xe. Với mẫu xe Honda e-Blade, nó sẽ có phần giảm sóc phía sau là giảm sóc đôi, còn mẫu xe Honda Vario chỉ là giảm sóc đơn mà thôi. Các bạn có thể nhìn cận cảnh, thiết kế đều pha trộn giữa trung tính thể thao và mạnh mẽ trên cả hai mẫu xe. Vị trí sàn để chân của mẫu xe Honda Vario rất rộng rãi, còn Honda e-Blade nó sẽ có vị trí ngăn cách ở vị trí bình xăng để ở vị trí đó các bạn nha. Mỗi mẫu xe nó sẽ đều có cho mình những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Đổi lại thì dòng xe Honda e-Blade nó sẽ có vị trí cốp để đồ rất rộng rãi luôn. Còn mẫu xe Honda Vario bình xăng vẫn để dưới yên xe nên cốp để đồ của nó chưa thực sự rộng rãi lắm. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Một chút nữa thì mình sẽ mở ra để các bạn có thể nhìn một cách kỹ hơn. Vị trí phần đầu xe này đều có một chút gì đó là thể thao. Với việc di chuyển toàn bộ hệ thống đèn pha cốt xuống vị trí ốp bản nạ phía trước của xe, phía trên một chút là dàn đèn đờ mi và đèn xi nhan của xe các bạn nha. Cả hai màu sắc các bạn đang theo dõi trên màn hình đều là những màu sắc sơn độ 3D và đều là những màu sắc xám xi măng, xám lông chuột rất đẹp và cuốn hút. Và cả hai mẫu xe đều được trang bị hệ thống phanh kết hợp CVS trong thời điểm này. Chưa có hệ thống phanh chống bó cứng ABS trên những phiên bản 125 của cả hai mẫu xe các bạn nha. Chỉ trên những phiên bản 160 của Vario và Honda e-Blade hiện hành mới có hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Với dòng xe Honda e-Blade đấy thì vị trí ngăn cách sàn để chân ấy nó cũng sẽ có hơi sự bất tiện một chút, các bạn lưu ý như vậy. Đổi lại khối động cơ của e-Blade lại nhỉnh hơn so với khối động cơ của Vario khi trang bị khối động cơ mới đến từ nhà Honda Việt Nam với khối động cơ ESP+. Mặt đồng hồ trên cả hai mẫu xe đều full LCD hoàn toàn, các nút chức năng phím bấm trên xe gần như tương tự. Mẫu xe Honda e-Blade thì đều được trang bị tắt bật Idling Stop các bạn nha. Còn mẫu xe Honda Vario ấy sẽ có phiên bản có phiên bản không. Đồng thời với đó sẽ có phiên bản chìa khóa thường và chìa khóa thông minh. Còn Honda e-Blade thì được trang bị chìa khóa thông minh 100% luôn trên các phiên bản. Cốp xe rất rộng trên mẫu xe Honda e-Blade đây, các bạn có thể theo dõi. Còn bình xăng dưới yên xe trên mẫu xe Honda Vario nên cốp xe là đủ dùng thôi. Cũng để được một chiếc mũ full face cả đầu, tuy nhiên thì không khi để mũ vào rồi thì gần như không để được các vật dụng cá nhân khác. Các bạn có thể nhìn cận cảnh và chi tiết các bạn nha. Mỗi mẫu xe nó sẽ đều có cho mình những tính tiện ích khác nhau, sự bất tiện khác nhau trên từng mẫu xe. Không mẫu xe nào là hoàn hảo cả. Đối với dòng xe Honda Vario nó sẽ có thêm phần hốc để đồ phía trước, có lắp đậy và hệ thống cổng sạc phía bên trong đó luôn. Còn muốn sạc của mẫu xe Honda e-Blade các bạn sẽ phải mở yên xe ra để sạc phía bên trong phần cốc để đồ các bạn nha. Rất cụ thể như vậy để các bạn có thể theo dõi. Mình sẽ tiến vào phía bên trong đại lý để có thể quay thêm các màu sắc sơn zin và sơn độ 3D trên cả hai mẫu xe để các bạn có thể nhìn ngắm. Rất nhiều những màu sắc sơn độ 3D của dòng xe Honda e-Blade phiên bản 125 phân khối, kể cả sơn zin cũng có luôn. Mức giá bán của mẫu xe Honda e-Blade trong lúc này dao động trong khoảng tầm từ 40 cho tới 42 triệu cho những màu sắc sơn zin. Còn sơn độ 3D các bạn cộng thêm khoảng tầm 2 triệu nữa các bạn nha, để sở hữu những màu sắc sơn độ 3D. Trắng cũng có luôn này, các bạn có thể theo dõi. Đến đại lý các bạn nói top 5 giới thiệu hoặc có liên hệ trước thông qua số điện thoại của bạn Thúy Tuyền 0972384630 sẽ được bạn tư vấn cụ thể giảm giá bán của xe, hỗ trợ tiền phí xăng xe đi lại cho bạn nào ở xa, và muốn mua những món phụ kiện ra trên xe sẽ được giảm giá từ 30 đến 50% nữa. Đây là những phiên bản sơn độ 3D rất đẹp trên mẫu xe Honda Vario, cũng có sơn zin luôn ở phía bên ngoài đại lý, các bạn có thể theo dõi thêm. Quá đẹp và ấn tượng rồi. Giá bán hiện tại cũng ngang bằng 40 đến 41 triệu thôi cho những màu sắc sơn zin, sơn độ 3D cũng cộng thêm vào khoảng tầm 2 triệu để sở hữu những màu sắc sơn độ 3D cực kỳ đẹp và cuốn hút các bạn nha.
hai mẫu xe tay ga đều tới từ nhà Honda Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với nhau tại thị trường Việt Nam luôn, và hiện tại đều có những mẫu xe chính hãng đầy đủ cả trên cả hai mẫu xe. Mình thì mình thấy rằng ấy, với những bạn trẻ tuổi hơn một chút thì các bạn có thể lựa chọn dòng xe Honda Vario, nam nữ đều có thể đi được hoàn toàn ok các bạn nha, bởi thiết kế của nó có cá tính hơn một chút, phong cách hơn một chút so với dòng xe Honda Airblade. Vị trí sàn để chân cũng rất phù hợp với những bạn nữ trong thời điểm hiện tại, mặc váy hoàn toàn có thể điều khiển một cách ok. Nên ấy, trẻ tuổi lựa chọn dòng xe Honda Vario nó sẽ phù hợp hơn. Còn mẫu xe Honda Airblade thì mình nghĩ rằng với những ai là gia đình rồi, lựa chọn cũng cực kỳ là ok, mua về này, vợ chồng đi được, con cái đi được, thậm chí là bố mẹ cũng đi được các bạn nha. Với mẫu xe Honda Airblade này, một thiết kế trung tính để phù hợp với rất nhiều lứa tuổi sử dụng hơn. Cái gì cũng có sự đánh đổi thôi. Vì các bạn có thể mua về gia đình đi được ấy, thì nó sẽ có vị trí ở phần phía bên trong cốp xe rất rộng luôn, để có thể để được rất nhiều vật dụng cá nhân khác nhau với dòng xe này. Và khi đi về gia đình rồi thì sẽ đèo theo vợ con cái theo, thì giảm sóc phía sau của nó là giảm sóc đôi ấy, nó sẽ êm ái hơn và đáng để quan tâm hơn. Còn thường thường thì dòng xe Honda Vario thường chỉ có những đôi bạn trẻ yêu nhau điều khiển lựa chọn hoàn toàn ok, hoặc đi một mình với dòng xe này dù nam hay nữ các bạn nha. Nên ấy, với mỗi mẫu xe mình sẽ thấy rằng ấy, có những cái điểm mạnh điểm hạn chế khác nhau tùy thuộc vào sở thích của từng người. Mình thì mình không có đặt suy nghĩ của mọi người nào trong việc lựa chọn những dòng xe này, mình chỉ đưa ra lời khuyên thôi trong việc lựa chọn cũng như đưa ra mức giá bán tốt nhất trong thời điểm cận kề Tết này, để với những bạn nào quan tâm muốn tìm mua các bạn có thể tham khảo một cách chi tiết các bạn nha. Rồi, các giao đại của mình, nếu các bạn like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh nha. Top 5 các bạn nha. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh này hoặc một số tỉnh thành lân cận khác ở xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, đến đại lý nó tôi làm giới thiệu sẽ được giảm giá bán của xe. Các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.